Đường Điềm, thư ký tổng tài Mộ Thị. Xin lỗi. Đường Điềm, mau trả tiền. Tôi nói lần cuối, tiền là Lý Tuần mượn các người, hoặc là các người đi tìm Lý Tuần đòi tiền, hoặc là đi tìm cảnh sát. Con khốn, có hiểu luật giang hồ không? Cô là bạn gái nó thì phải trả tiền cho nó. Sắp không phải rồi. Anh thích Đường Điềm hay em? Lý Tuần, đồ châu bò, lén lút cũng chẳng kén chỗ. Thú vị ghê. Đàn bà nên như cô. Lý Tuần, bạn trai cũ Đường Điềm, không như con cá khô kia. Đợi nó trả hết nợ lãi cho tôi, lập tức đá nó. Thư ký tổng tài và nhân viên hậu cần vỗ tay vì tình yêu trong nhà vệ sinh. Gửi. Đã thích ăn rác thì cho ăn no nê luôn. Quýt mẹ mày. Ai? Tôi. Con cá khô ngu ngốc trong miệng anh. Điềm Điềm, em nghe tôi nói, tôi ra ngoài giải thích cho em, được không? Điềm Điềm. Muộn rồi. Tôi chính thức thông báo với anh. Anh bị đá rồi. Chuyện anh dùng chứng minh thư của tôi vay nặng lãi thì cứ chờ mà nói với cảnh sát đi. Quên nói với anh, vừa rồi tôi đã dùng điện thoại ghi lại màn trình diễn xuất sắc của các người. Đường Điềm, cô cũng ác thật đấy. Đừng tưởng tôi không biết, cô ngày nào cũng tăng ca ở văn phòng chủ tịch. Là vì cái gì? Chính là vì muốn leo lên giường Mộ Tổng. Tôi cũng nói cho cô biết, ở văn phòng chủ tịch có biết bao nhiêu nữ thư ký, đến lượt cô chắc còn lâu. Có phải anh đã quên, người bên cạnh anh cũng là thư ký của Mộ Tổng. Anh có muốn hỏi cô ta xem đã leo lên giường Mộ Tổng mấy lần rồi không? Hai người cứ từ từ mà chơi. Tôi đi trước đây. Đường Điềm, mở cửa cho tôi. Mộ Trình Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị. Mộ Tổng, đây là báo cáo tài chính năm nay. Mộ Tổng, xin lỗi anh, tôi không cố ý. Đường Điềm. Mộ Tổng, xin lỗi anh, tôi không cố ý. Tôi lấy nó ra cho anh nhé. Hơi chặt. Bùi Hải, trợ lý chủ tịch. Đường Điềm. Mộ Tổng, tôi thật sự không cố ý. Tôi lau sạch cho anh. Hết giấy rồi. Cô ta đang làm gì vậy? Tránh xa tôi ra. Bùi Hải, đem cô ta đi. Đi nhanh lên, Mộ Tổng. Cái túi của tôi. Lấy tài liệu lau mặt cho Mộ Tổng. Cô giỏi lắm. Không thể nào. Hôm nay có phải là có hạn đổ máu không? Mộ Tổng, súc miệng nhanh lên. Thông báo nhân sự, mai tôi không muốn thấy cô ta nữa. Nhưng trong số người lão ra tìm, đúng là có Đường thư ký. Nhỡ đâu cô ấy là Niệm Niệm thì sao? Hay là đợi thêm chút nữa, sau khi Niệm Niệm thất lạc, ông và tôi đã tìm đầy 20 năm đều không tìm thấy, sao có thể trùng hợp như vậy được? Cẩn tắc vô áy náy mà. Khi nào có kết quả ADN? Nửa tiếng nữa. Đi, đến bệnh viện. Anh bị kích động rồi. Còn cần phải đến bệnh viện nữa sao? Anh đừng có ngắt lời tôi được không? Tôi nói nếu cô ta không phải Niệm Niệm thì tôi không muốn gặp lại cô ta nữa. Đi. Làm sao bây giờ? Mộ Tổng nhất định sẽ đuổi việc tôi. Tôi không thể mất việc này. Mộ Tổng, tránh xa tôi ra. Mộ Tổng, tôi lúc nãy thật sự không cố ý để thứ đó dính vào người ngài. Ngài cho tôi thêm một cơ hội được không ạ? Tôi đền tiền cho ngài. Đó là chuyện tiền nong sao? Là tôi sơ suất. Thư ký Đường, cô nghĩ Mộ Tổng thiếu tiền sao? Nhưng tôi tuyệt đối không hề sơ suất mà nói với cô. Ngày mai cô sẽ biến mất khỏi công ty. Tôi bị đuổi rồi. Mộ Tổng, ngài cho tôi thêm một cơ hội đi. Ngài đại nhân đại lượng. Tôi bình thường cũng rất nỗ lực mà. Mộ Tổng. Mộ Tổng. Sư phụ, có thể chạy nhanh hơn chút không? Giúp tôi đuổi kịp chiếc xe phía trước. Mộ Tổng, Đường tiểu thư đuổi theo kia. Có nên bỏ rơi cô ta không?
Hiểu rồi. Hai người ở nhà vệ sinh, xử lý thế nào? Đuổi. Hả? Cái gì? Còn Hà nữa thì cút sang chi nhánh Siri làm việc đi. Sư phụ, bác chạy nhanh lên chút đi. Ôi chao, cô nương, đó là xe xịn đấy. Cái xe cà tàng của tôi chạy hỏng rồi, cũng không đuổi kịp đâu. Bác đuổi kịp cho tôi, tôi trả bác gấp 10 lần tiền xe. Cô nương, ngồi cho chắc nhé. Trương sư phụ cho cô bay lên nào. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện này chẳng là gì cả. Căn bệnh đau đầu kinh niên của cậu lại tái phát rồi à? Trước đây lái xe thì đau đầu, giờ đến ngồi xe cũng đau đầu. Có nên đăng ký khám với Lưu giáo sư không? Khám cho kỹ vào. Một lát là xong, là việc chính trước đi. Mộ tổng. Mộ tổng, lô ADN này đưa đi xét nghiệm vẫn không khớp với của ngài. Độ chính xác là 0,01%. Kết quả so sánh sáng mai sẽ đưa cho lão gia. Lão gia chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Không biết ông có thể đợi được đến lúc Niệm Niệm tiểu thư về nhà không? Trình Lâm, con phải nhanh chóng tìm được Niệm Niệm. Mộ Trấn Hà, chủ tịch Mộ thị. Ông nội, lần này con nhất định sẽ tìm được em gái. Con xin hứa với ông. Đường Điềm đâu rồi? Không biết, cậu cũng có đợi cô ấy đâu. Cô y tá, ở đây có bệnh nhân tên là Mộ Trình Lâm không? Bệnh viện chúng tôi đối với thông tin của bệnh nhân là bảo mật. Alo, Đường Điềm. Đường Ngọc, em trai Đường Điềm. Bà bảo cô mau chuyển tiền sinh hoạt tháng này. Đường Chính Cương, ba Đường Điềm. Còn tiền thuê hộ lý cho ông bà nữa. Bảo ba tự nói với tôi. Ông ta lại say xỉn rồi à? Liên quan gì đến mày? Từ khi mẹ tôi mất, ngày nào ông cũng chỉ biết uống rượu chẳng làm gì cả. Còn có Đường Ngọc, tốt nghiệp bao lâu rồi? Cũng 4-5 tháng rồi. Sao không kiếm việc làm? Cô tưởng công việc dễ kiếm lắm à? Ai nấy cũng mệt muốn xỉu, mà chẳng kiếm được mấy đồng. Tôi không đi đâu. Vậy tôi không mệt à? Cô nương. Ai là cô nương? Tiểu thư, đây là bệnh viện, cấm ầm ĩ. Cô, mày đi bệnh viện à? Mày uống chút nước nóng đi. Ráng chịu mấy ngày cũng không sao đâu. Mau chuyển tiền cho tao. Đường Điềm, mày vậy mà còn trông mong sự quan tâm của người nhà. Thật nực cười. Lại nữa rồi. Mộ tổng. Mộ tổng. Mộ tổng này, tôi đảm bảo tôi không chạm vào anh. Tôi biết hôm nay tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh hãy xem xét, tôi đã làm việc chăm chỉ 3 năm, hàng năm tăng ca, đứng đầu công ty. Hãy cho tôi thêm một cơ hội. Cô đang chất vấn chế độ tăng ca của công ty sao? Sao có thể? Tôi chỉ là nhỏ tiếng thôi. Mộ tổng, xin anh đừng làm khó tôi nữa. Nếu anh có thể tha thứ cho tôi đảm bảo, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Cô rất cần tiền sao? Phải. Tốt. Nhớ kỹ hôm nay là ngày đầu tiên cô thất nghiệp. Tôi thề. Vừa rồi cô nói, tôi bảo cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó. Cô chắc chứ? Tôi chắc. Đường tiểu thư, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Mộ tổng, tuy tôi chỉ là một thư ký nhỏ, nhưng tôi cũng sẽ không vì công việc mà bán thân. Cô nghĩ gì vậy? Cô còn chưa có tư cách đó. Tôi cũng không làm chuyện phi pháp. Cô xem Mộ thị là cái gì? Băng nhóm tội phạm à? Mộ tổng, anh đừng làm khó tôi nữa. Chỉ cần anh tha thứ cho tôi, bảo tôi làm gì, tôi đều đảm bảo hoàn thành. Tôi muốn cô giả làm Mộ Niệm em gái tôi. Mộ Niệm, cách đây 20 năm, vị tiểu thư thất lạc của Mộ gia. Thời hạn nửa năm, tôi sẽ thăng chức tăng lương cho cô. Nửa năm sau, tôi sẽ trả cho cô 500 vạn. 500 vạn, ít quá hả? Không phải. Vậy nửa năm sau, anh có sa thải tôi không? Chỉ cần Mộ thị không phá sản, cô có thể làm đến già. Vậy không được, tôi còn kế hoạch nghỉ hưu nữa. Mộ tổng, trong 500 vạn này, có điều khoản phạt nào bị che giấu không? Trước thuế hay sau thuế, trả một lần hay ba lần? Ba lần lâu quá. Chỉ cần cô không để lộ, nửa năm sau tôi sẽ chuyển khoản ngay. Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi chỉ cho cô 5 phút. Thành Giao. Ôi chao, con bé này. Gia Gia tìm cháu 20 mấy năm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đường Điềm, gọi đi. Gia Gia, ông khỏe hơn chút nào chưa? Cháu về rồi.
Bệnh gì ông cũng khỏe lại được. Diễn tiếp đi. Ra ra, sau này ta làm, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông. Ôi con bé ngốc này, ông không thể dành chút thời gian còn lại để nằm viện được. Ông phải bù đắp lại hai mươi mấy năm đã mất. Ông phải lấy lại tất cả. Ra ra, tay khỏe thật đấy. Trình Lâm, làm thủ tục xuất viện, cũng kêu Niệm Niệm dọn về mộ gia ở, được không? Cái gì? Dọn về mộ gia? Còn phải sống chung một mái nhà với mộ tổng. Bùi Hải, giúp Niệm Niệm chuyển nhà. Tôi đã nhắc nhở cô rồi. Bồng bột quá, cứ tưởng chỉ đến bệnh viện làm bộ làm tịch, sao còn phải đến nhà sếp ở chứ? Ba về rồi. Đây là mộ ra sao? Hoan nghênh Niệm Niệm tiểu thư về nhà. Trận thế này cũng được đấy chứ. Mộ Nhân Cảnh, con trai thứ mộ ra. Ba, sao ba vội về thế? Ba đã khỏe hoàn toàn chưa? Ngươi muốn ta mất ở bệnh viện không về được sao? Ba, xem ba nói kia, vậy chẳng phải vu oan cho con sao? Cũng đúng, sợ dệt. Đúng chuẩn sợ vợ. Nguyễn Vân, vợ của Mộ Nhân Cảnh, đây chính là Niệm Niệm nhà chúng ta sao? Đứa nhỏ này và đại tẩu lúc trẻ giống nhau như đúc. Cả ADN cũng chẳng cần làm nữa. Tổng giám đốc công quan, cai nghiệt hay tính toán, quả thực có 5-6 phần giống nhau. Nhưng giả vẫn là giả. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Niệm Niệm muội muội mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay trong công ty. Mộ Trình Dụ, nhị đệ của Mộ Trình Lâm, làm thư ký cho Trình Lâm. Chào Mộ Phó Tổng. Tổng giám đốc kinh doanh cười nham hiểm, âm độc. Nhưng mà ở nhà gọi hắn là nhị ca, hắn là tam đệ, không cần câu nệ. Niệm Niệm tỷ, Mộ Trình Húc, tam đệ của Mộ Trình Lâm, cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi. Sau này ở nhà em bảo kê cho tỷ. Thiếu niên nghiện mạng nặng, điện tử là trên hết, làm sao bây giờ? Không thể để lộ tẩy được. Nhỡ mà không hoàn thành công việc mộ tổng giao phó, đừng nói 500 vạn bay mất, chắc chắn sẽ đuổi việc mình thôi. Niệm Niệm, đi thôi, ra ra dẫn cháu xem nhà mới của cháu. Con bé ngốc này, trong căn nhà này Gia Gia đã chuẩn bị cho cháu căn phòng ngủ tốt nhất, vẫn luôn chờ cháu về ở đó. Lát nữa cháu xem thích cái gì thì cứ nói với Gia Gia. Gia Gia sẽ tìm người mua hết về cho cháu. Sau này cháu chính là tiểu công chúa của nhà mình. Thì ra đây chính là cảm giác của gia đình. Gia Gia, vậy thì để Niệm Niệm ở cạnh con ở căn phòng trống đó đi. Sao vậy? Cháu không thích à? Nếu cháu không thích ở cạnh lão tàng băng này thì cháu muốn đổi chỗ nào thì cứ đổi. Ở cạnh mộ tổng, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói đồng ý đi. Ra ra, cháu đồng ý ở cạnh anh trai. Được, tốt lắm. Mẹ Trương, lão gia, chuẩn bị phòng cho Niệm Niệm. Cái gì đây? Thả tôi ra. Nói, nửa đêm đến phòng tôi muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Chỉ là đi nhầm phòng thôi. Có phải muốn leo lên giường tôi không? Chính là muốn leo lên giường mộ tổng. Mộ tổng, tôi làm sao có thể có cái suy nghĩ như vậy? Tôi leo lên giường ai được, nhưng không thể nào leo lên giường anh được. Tôi, sao hả? Tôi không xứng với cô sao? Não anh sao lại kỳ quái như vậy? Mau buông tôi ra được không? Nếu anh không buông thì tôi sẽ la lên đó. Ra ra, im lặng đi.
Sao anh không mặc đồ? Đây là phòng của tôi, sao tôi phải mặc quần áo? Cũng đúng. Tôi đi đây, khoan đã. Chuyện hôm nay không được để người thứ ba biết. Yên tâm, chỉ cần anh không nói, tôi tuyệt đối không để người thứ ba biết. Tôi đi đây. Tôi không cố ý. Người tí hon trên người anh thật đáng yêu. Chưa ngắm đủ sao? Chờ đã. Còn chuyện gì nữa vậy? Tôi biết rồi. Chuyện tối hôm nay nếu tôi nói ra ngoài, tôi sẽ làm em gái cho anh miễn phí 500 vạn. Tôi không cần nữa. Mộ tổng, sau này ngủ nhớ khóa cửa. Tôi mộng du. Good. Xong rồi. Tiêu rồi, mới ngày đầu tiên. Những ngày sau này biết sống sao đây? 500 vạn này cũng không dễ kiếm. Đường Điềm, Trương Nam Nam, mày dám đánh tao sao? Trương Nam Nam, thư ký chủ tịch tập đoàn Mộ Thị. Mày dám đánh trả hả? Nói nhảm. Không đánh trả, tao ngu sao? Có bệnh thì đi bệnh viện, đừng có làm trò mèo ở đây. Đồ tiện nhân, không chiều lòng được đàn ông thì lại giở trò sau lưng. Tôi không thể so với cô. Không kén cá, cũng chẳng chọn canh. Cô, mùi gì vậy trời? Ngửi thấy không? Hình như là từ người của Nam Nam. Sáng nay nè, cảnh sát lôi Lý Tuần ở bộ phận hậu cần từ nhà vệ sinh ra. Đi cùng còn có một người phụ nữ nữa. Nghe nói phòng nhân sự tối qua còn nhận được một đoạn phim ngắn ẩn danh, có người ở trong nhà vệ sinh. Trời ơi, làm tình cả đêm sao? Không lẽ là Lý Tuần và Trương Nam Nam? Không thấy thông báo sáng nay của phòng nhân sự hả? Lý Tuần và Trương Nam Nam bị sa thải rồi. Ngoài bọn họ ra, còn ai vào đây nữa? Khẩu vị hai người cũng độc đáo ghê. Trẻ thật là tốt, dám nghĩ dám làm. Lời quan tâm đến cô, quay lại đây cho tôi. Cô còn làm loạn nữa là tôi không khách sáo đâu. Tôi biết ngay là cô gửi cho phòng nhân sự. Đồ tiện nhân. Là tôi thì sao? Đi ra đây cho tôi. Ra thì ra. Xóa cho tôi. Không đó, mau xóa đi. Tôi không xóa. Không xóa tôi xử cô đó. Đừng giật tóc tôi. Tôi giật tóc cô đấy. Tôi đánh cô bây giờ. Cô dám cướp bạn trai của người ta sao? Kẻ ti tiện. Vui không? Cực kỳ vui luôn. Mộ tổng, xin lỗi. Xin lỗi. Mộ tổng, cô coi công ty này là cái gì? Mộ tổng, tôi xin lỗi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Anh biết phụ nữ mà. Đôi khi thật sự không kiềm chế được. Tôi sa thải cô vì cô không đạt yêu cầu tối thiểu của Mộ Thị đối với nhân viên. Không liên quan gì đến chuyện khác. Đừng mà, Mộ tổng. Bùi Hải, nói cho cô ta biết kỷ luật của công ty. Ai vi phạm kỷ luật công ty đều bị sa thải. Đừng mà, Mộ tổng. Nghe tôi giải thích đã. Lời thoại này nghe quen quen. Tôi cũng đã từng nói rồi. Van cầu anh đó, Mộ tổng. Đi theo tôi. Ngồi xuống đó. Không ổn lắm đâu. Bảo ngồi thì ngồi đi. Mộ tổng vậy mà lại biết quan tâm cấp dưới rồi. Anh ta định tự xử lý vết thương cho mình hả? Đây là thuốc mỡ, tự bôi đi. Là tôi đa tình rồi. Bị đánh mà không biết đánh trả sao? Tôi có đánh trả mà. Đến mức này rồi mà miệng vẫn còn lanh lợi. Khả năng chiến đấu của tôi cũng không tệ. Cô ta cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Ra tay cũng khá mạnh.
Ý gì đây? Cái này không giống phong cách của anh ta lắm. Cũng dịu dàng ghê. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị ảo giác rồi. Mộ tổng lại thổi cho mình kia. Anh. Xin lỗi mộ tổng. Không có người ngoài mà. Không cần giả vờ, gọi mộ tổng. Điềm Điềm, bị thương rồi sao? Vâng, không có gì đâu. Chào mộ phó tổng. Điềm Điềm, tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Lúc riêng tư không có ai, cô cứ gọi tôi là anh họ hoặc là anh thứ. Cô cứ phó tổng nghe xa lạ lắm. Chúng ta là người một nhà mà. Dạ anh thứ. Vậy mới đúng. Lúc mới đến, nghe người bên dưới bàn tán. Thật không ngờ, trưởng thư ký Trương Nam Nam này lại là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác. Bạn trai cô không phải là... Tôi với Lý Tuần đã chia tay rồi. Vậy sao? Mà cũng tốt. Loại người này nên chia tay thì chia tay đi. Điềm Điềm nhà chúng ta xứng đáng với người tốt hơn. Đúng rồi. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Ý tôi là Lý Tuần. Tôi sợ hai người quen nhau lâu quá rồi. Sợ cô bị tổn thương quá sâu. Tôi sẽ khiến kẻ nào làm em gái tôi đau. Không thể sống yên ổn ở Hải Thành này. Thôi, chia tay rồi thì thôi. Cứ bình an vô sự là được rồi. Biết an phận là tốt nhất. Nếu không biết, tôi không ngại dạy hắn. Anh Thứ, anh tìm anh lớn có việc gì sao? Đúng rồi. Nhưng hình như quên cầm theo rồi. Anh lớn, chút nữa tôi sẽ bảo Mễ Tuyết mang đến cho anh. Được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Được. Này Điềm Điềm, vết thương này nhất định không được dính nước. Nếu không dễ để lại sẹo lắm. Dạ, tôi biết rồi, anh Thứ. Tôi đi đây. Mộ phó tổng này trông khá gần gũi. Người cũng tốt lắm mà. Đau. Diễn thôi mà, làm như thật vậy. Tôi biết rồi. Tôi biết thân phận của mình. Vậy còn không mau ra ngoài, chờ vết thương lành trong văn phòng tôi hả? Tôi thật sự điên rồi. Lại có ý nghĩ đó với nữ nhân này. Khuôn mặt điển trai của mộ tổng, tôi nhìn cũng mê mẩn. Chuyện của Lý Tuần và Trương Nam Nam xử lý rồi chứ? Tôi đã chào hỏi với cảnh sát rồi. Ăn cắp thông tin người khác, vay nặng lãi, một sớm một chiều không ra được đâu. Còn Trương Nam Nam thì cô ta chỉ làm ầm ĩ thôi. Chuyện phòng kinh doanh điều tra đến đâu rồi? Mộ Trình Dụ làm việc khá hơn ba hắn nhiều. Sổ sách rất sạch sẽ, nhưng cần chút thời gian. Không gấp. Sổ sách càng kiểm tra chậm, càng rõ ràng. Biết an phận là tốt nhất. Nếu không hiểu, tôi không ngại dạy hắn. Mộ Trình Lâm, năm đó tôi có thể khiến Niệm Niệm thật sự biến mất. Bây giờ cũng có thể khiến kẻ đóng giả Niệm Niệm cũng biến mất giống vậy. Alo, ai vậy? Tôi, Trình Dụ. Hôm nay đưa một người của Mộ Thị đi, có thể giúp đỡ chút không? Thả ra sớm chút. Vừa rồi Mộ Tổng cũng đã cho người gọi điện, để tên đó ở trong đó thêm một thời gian. Chuyện này hơi khó xử. Có chuyện gì mà ông không làm được chứ? Tôi nghe nói thiếu phu nhân rất hứng thú với nhà phân phối dòng cao cấp của Mộ Thị chúng tôi. Tháng sau sẽ tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới, tôi sẽ dành cho thiếu phu nhân. Ông còn không yên tâm về việc tôi làm sao? Vậy thì chờ tin tốt của cậu. Được rồi, vậy thì làm phiền ông rồi. Hẹn hôm khác đi ăn. Tạm biệt. Mộ Trình Lâm, Chủ tịch Mộ, tôi xem anh còn đắc ý được bao lâu. Con bé, sao con lại xảy ra chuyện lớn thế này mà không nói với ông một tiếng? Có kẻ dám cả gan trong công ty của tôi, đánh bảo bối tôn nữ của tôi. Hôm nay chuyện này thật tức điên tôi rồi. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Qua rồi thì cũng không được. Hắn đây là vô pháp vô thiên. Ông thì
Gia Gia, người đừng giận. Không sao, cháu biết ông thương cháu. Uống chút nước. Cháu nói ông không thương cháu thì thương ai đây? Nếu mình thực sự là Mộ Niệm thì tốt biết mấy. Tôn nữ về nhà, còn lại làm cả một bàn rau xanh thế này. Con chẳng biết làm chút món mặn nào. Ba, buổi tối ăn thanh đạm một chút, tốt cho sức khỏe. Vâng, ba, buổi tối ăn chút đồ chay cũng tốt. Gia Gia, tốt lắm, cháu thích ăn bánh bao. Lại đây, ăn miếng sườn đi. Chúng ta hãy béo lên nào. Gia Gia, nếu cháu cứ ăn như thế này, những bộ quần áo người mua cho cháu, cháu sẽ không mặc vừa nữa. Không mặc vừa thì mua cái mới. Có tiền mua được thì chúng ta không sợ. Cái gì Gia Gia không mua được cho cháu thì bảo ca ca mua. Muốn mua gì bảo Bùi Hải dẫn đi mua. Bùi Hải là ca ca của con bé sao? Cháu mua. Thật ra cháu muốn mua một mái ấm gia đình. Còn có người nhà thương mến cháu. Nhưng giờ cháu đều có cả rồi. Hoàn cảnh trưởng thành của thư ký Đường quả thật giống với nữ chính trong phim ngắn. Có thể sánh ngang. Không chỉ bị nhà coi trọng con trai hơn con gái, mà người mẹ duy nhất thương yêu cô đã qua đời 3 năm trước. Hiện tại người duy nhất còn lại trong nhà chỉ còn ông bà nội nằm liệt giường. Còn có người ba và thằng em hút máu không chịu đi làm. Có thể lớn lên trong hoàn cảnh này cũng chẳng trách. Tối hôm qua liều mạng chạy đến bệnh viện chính là để cầu xin anh cho cô ấy một cơ hội. Nội tâm cô ấy rất thiếu thốn tình thương nhỉ. Mẹ Trương, ép cho tiểu thư chút nước ép trái cây hỗn hợp để đỡ ngán. Tôi muốn xem thử kẻ giả mạo như cô còn có thể giả bộ được đến bao giờ. Sao lại dị ứng được? Mình rõ ràng đâu có ăn xoài. Chẳng lẽ Mộ Trình Lâm Trình Lâm ơi, Mộ Trình Lâm ơi, Mộ Trình Lâm ơi, Đường Điềm, cô sao vậy? Tôi bị dị ứng rồi. Bác sĩ, Đường Điềm thế nào rồi? May quá, anh đưa đến kịp thời đấy. Cũng may cô Đường ăn vào không nhiều lắm. Nếu không với mức độ dị ứng này, ăn nhiều rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vất vả rồi. Mau thay đồ đi. Ban ngày vẫn khỏe mạnh, tối muộn thế này sao lại phải vào viện chứ? Nguyễn Vân đã thêm một cốc nước ép cho cô ấy. Bên trong có xoài. Dì và Niệm Niệm bị dị ứng xoài. Cô ấy cũng bị dị ứng xoài. Trùng hợp quá nhỉ. Có phải tôi không nên lôi cô ấy vào chuyện này không? Chúng ta cũng không biết Nguyễn Vân lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với cô ấy. Bác sĩ nói sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? May mà phát hiện kịp thời. Nếu không có thể dẫn đến sốc phản vệ và mất mạng. Cũng may là không có gì nguy hiểm. Nhưng lần này Nguyễn Vân đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ đối với cô ấy. Làm xét nghiệm toàn diện về dị ứng cho Đường Điềm, xem cô ấy còn dị ứng với thứ gì khác nữa không. Còn Nguyễn Vân, nên để cô ta trả giá một chút. Nguyễn Vân, con nghĩ gì vậy hả? Cha, con thật sự không biết sẽ như vậy. Không biết. Con không biết Niệm Niệm di truyền gen của mẹ nó bị dị ứng xoài. Con còn dùng xoài ép nước cho nó uống. Con nói xem con nghĩ gì vậy hả? Cha, con thật sự oan uổng. Con chỉ là
Chưa kịp dặn dò Trương Ma mới đến. Ai biết lại trùng hợp như vậy. Nước ép bà ấy làm có xoài. Ra ra, chuyện này đúng là lỗi của mẹ con. Đáng lẽ từ lúc Niệm Niệm mới vào thì nên nói rõ những điều cần lưu ý này cho người giúp việc. Vậy đi, ngày mai cháu sẽ cho người liệt kê toàn bộ sở thích và điều cấm kỵ của Niệm Niệm. Cháu đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Cha, đều là lỗi của con. Mấy ngày nay con bận vui mừng vì gia đình đoàn tụ mà quên mất chuyện quan trọng này. Đợi Niệm Niệm về, con quỳ xuống xin lỗi nó cũng được. Mẹ, mẹ không phải không thích mùi xoài sao? Sao còn để mẹ Trương mua? Cha ngồi một lát đi. Cha ngồi một lát đi. Không cần vì chút hiểu lầm này mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Tụi bây muốn tao tức điên mà. Con nào có nghĩ vậy? Thôi không nói nữa. Cút hết cho tao. Con lo cho sức khỏe của cha mà. Cút. Mẹ, mẹ có thể đừng tự ý làm mấy chuyện khờ dại này được không? Mẹ làm vậy chẳng phải đều vì con và Trình Húc sao? Mẹ nghĩ Mộ Trình Lâm và lão gia tử đó ngu ngốc lắm sao? Họ sẽ không nhìn ra mẹ cố ý sao? Cho dù họ biết mẹ cố ý thì có thể làm gì mẹ chứ? Mẹ chỉ là bận quá nên quên thôi. Họ còn có thể ăn thịt mẹ được sao? Alo, Phó Tổng. Tập đoàn Viễn Kiến bên đó đột nhiên nói muốn tạm hoãn ký kết. Chuyện hợp tác có khi nào sẽ có biến cố không? Mộ Trình Lâm, ra tay cũng nhanh đấy. Xem ra anh rất quan tâm đến cô em gái này. Mộ Tổng, tôi có thể xuất viện được chưa? Tôi khỏe rồi. Cô biết mình bị dị ứng xoài mà. Lúc uống không nhận ra sao? Quên mất thôi. Hồi nhỏ, mẹ tôi kể tôi đến nhà hàng xóm chơi. Dì hàng xóm cho tôi ăn một miếng xoài. Kết quả tôi dị ứng suýt ngủm. Thật ra tôi không nhớ rõ lắm. Dù sao sau đó cũng không ăn xoài nữa. Vậy cũng phải ngửi thấy mùi xoài chứ. Tôi ít tiếp xúc với xoài mà. Dù sao xoài ở quê tôi cũng khá đắt. Bùi Hải, lát nữa khi cậu đến bệnh viện thì mang cho tôi ít đồ. Mang gì? Nước ép xoài, sinh tố xoài, bánh kem xoài. Tất cả những gì trên thị trường có xoài thì đều mua hết. Làm theo đi. Mộ Tổng, tôi có phải đã bại lộ rồi không? Mộ Tổng, hay là 500 vạn đó đừng đưa cho tôi nữa. Anh đuổi việc tôi cũng được. Đừng có làm quá lên như vậy chứ. Cô nghĩ sao? Mộ Tổng, nếu tôi biết sẽ bại lộ, tôi nhất định sẽ trốn trong phòng ngủ âm thầm chịu đựng. Cô muốn Mộ Trạch biến thành Hung Trạch hả? Tôi không có ý đó. Mộ Tổng, tôi sai rồi. Hay là anh trừ lương tôi đi. Lần sau có chuyện gì báo cho tôi ngay lập tức. Nhớ kỹ thân phận hiện tại của cô là em gái anh. Tôi có phải đã gây phiền phức cho anh rồi không? Cũng không. Sai lầm lại thành đúng. Vừa đúng lúc mẹ tôi và em gái tôi cũng bị dị ứng xoài. Vậy việc anh bảo tôi giả làm em gái anh, thật sự là tìm đúng người rồi. Vậy tôi với Mộ Niệm cũng khá có duyên đấy chứ. Được rồi, không gây phiền phức cho anh là tốt rồi. Vậy lúc nãy anh bảo Bùi Hải mua mấy thứ đó là có ý gì vậy? Để cô nhớ mùi vị của xoài. Tôi có phải nhớ được mùi vị của xoài là có thể xuất viện rồi. Trong đầu cô mỗi ngày đều nghĩ gì vậy? Mộ Tổng, anh là người tốt nhất. Anh nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của em gái anh, đúng không? Ba, ba thử món trứng chiên hôm nay xem. Con đã dặn nhà bếp chiên thật mềm. Ba, ba thử xem. Ba, con biết ba vẫn còn giận con. Con đã xin lỗi Điểm Điểm thật lòng rồi. Phải không Điểm Điểm? Dạ ông nội. Hôm đó ở bệnh viện, thím suýt nữa quỳ xuống với cháu. Thím ấy chắc không phải cố ý. Ông đừng giận nữa nhé. Thật tưởng tôi ngu ngốc sao? Ly nước ép xoài đó
không phải cố ý, mà mới tin. Vậy là lão già này cứ bám giết không buông rồi. Điềm Điềm không bắt con quỳ là vì con là trưởng bối. Ba, sao con có thể nghĩ như vậy được? Hôm nay trước mặt mọi người, con quỳ xuống xin ba và Điềm Điềm bỏ qua cho con, được không? Thím làm gì vậy? Con không giận thím, suýt chút nữa mất mạng rồi. Quỳ xuống là còn hời cho thím rồi. Vân Vân, đầu gối bà không tốt, mau đứng dậy đi. Ông kệ tôi đi. Nếu ba không tha thứ cho con sẽ không đứng dậy. Tuy Điềm Điềm không phải do con nuôi lớn, nhưng đại ca và đại tẩu từ nước ngoài dưỡng bệnh trở về, lần đầu tiên con nhìn thấy con bé còn đỏ hỏn, đã rất yêu quý nó, coi nó như con gái ruột của mình. Sao con có thể cố ý hại nó chứ? Đúng vậy. Ba, Vân Vân thật sự biết lỗi rồi. Ba hãy tha thứ cho cô ấy đi. Nếu Điềm Điềm tha thứ cho con rồi, đứng dậy đi. Cảm ơn Điềm Điềm. Thằng già khú đấy, nỗi nhục nhã hôm nay sớm muộn gì tôi cũng trả lại gấp bội. Thím, phòng quan hệ công chúng do thím phụ trách mấy hôm trước làm hỏng việc hợp tác với tập đoàn Viễn Kiến, bên đó yêu cầu công ty bồi thường 100 triệu. Thím xử lý tới đâu rồi? Mộ Trình Lâm, chuyện Viễn Kiến quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Chuyện gì vậy? Hay là để thím tự nói đi. Ba, đây là hiểu lầm. Lại đây ngồi nói chuyện với ba. Ba, người của con đang bàn bạc với người phụ trách của tập đoàn Viễn Kiến. Ba yên tâm, con sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhất định không để công ty chịu tổn thất. Ông nội, phó tổng giám đốc phòng quan hệ công chúng khả năng làm việc cũng không tệ, có lẽ có thể vãn hồi khoản tổn thất này. Ông cũng đừng quá lo lắng. Nếu phó tổng giám đốc đó có năng lực thì cứ để bạt cậu ta lên. Ba, vậy còn con thì sao? Đầu gối con không tốt thì đừng chạy tới chạy lui nữa. Chuyện nhà con còn chưa xử lý xong. Trình Lâm, hôm sau báo nhân sự, xuống thông báo đi. Mẹ, ông nội nói đúng, sức khỏe mẹ không tốt, nên ở nhà tịnh dưỡng cho tốt. Việc công ty cứ giao cho con và Trình Lâm. Mộ Trình Lâm, đừng vui mừng quá sớm. Quả nhiên Mộ Trình Lâm đủ tàn nhẫn, vừa khiến Nguyễn Vân mất việc ở Mộ Thị, lại vừa cắt đứt mạng lưới quan hệ của Mộ Trình Dụ. Anh ta làm vậy, ngoài chuyện tranh giành chức chủ tịch, liệu có phải cũng vì mình không? Con bé này, có chuyện ông muốn nghe ý kiến của cháu. Ông muốn tuyên bố thân phận đại tiểu thư Mộ gia của cháu. Ông muốn cho tất cả mọi người đều biết cháu gái bảo bối của ông đã trở về. Cháu biết rồi, ông nội, đều nghe theo ông. Cái gì đến cũng phải đến, mặc kệ. Dù sao trời sập xuống, vẫn còn Mộ Trình Lâm chống đỡ. Xong hết chưa? Đừng để xảy ra sơ sót, yên tâm đi. Tiền đối với bọn họ còn hơn cả thần dược. Vương Tổng, đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Chư vị, trước khi yến tiệc bắt đầu, Mộ Tổng lại chủ động đỡ mình. Chứng sạch sẽ của anh ta hết rồi sao? Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đều biết, 20 năm trước, cháu gái của tôi không may bị lạc. Mộ Tổng không làm diễn viên thật đáng tiếc, là trời cao chiếu cố cho tôi trong khoảng đời còn lại đã tìm thấy con bé. Từ hôm nay, bảo bối chân quý của Mộ gia tôi đã trở về. Điệu khai mạc này sẽ do cháu và Trình Lâm nhảy. Mình nào biết nhảy đâu. Xin lỗi,
tiếp tục đi. Đây vẫn là mộ tổng mắc chứng sạch sẽ giai đoạn cuối của tôi sao? Cô ta tới đây làm gì? Lâm, tôi đã trở lại. Lâu rồi không gặp. Điệu múa của anh vẫn tuyệt vời như vậy. Ông nội, cháu mới từ nước ngoài về, cũng không mang gì nhiều. Chút lòng thành, mong ông đừng chê. Bạch Nguyệt Quang của anh đã trở lại rồi, liên quan gì đến tôi? Anh không nên có chút phản ứng nào sao? Tôi nên có phản ứng gì chứ? Cô là Sở Tình phải không? Tôi đã nghe nói về cô từ lâu rồi. Lâm, anh ấy có nhắc đến tôi với cô không? Lâm, không nhắc đến cô với tôi. Là Bùi Hải có nói chuyện với tôi, nhưng cũng không nói nhiều. Lâm, tôi biết mà, trong lòng anh vẫn luôn quan tâm đến tôi, đúng không? Cô nghĩ nhiều rồi. Bên kia có đồ uống, cứ tự nhiên. Mộ tổng, sao vậy? Không vui à? Có phải thấy Bạch Nguyệt Quang của anh lại khơi dậy sóng gió trong lòng anh? Tôi đã nói rồi, tôi không bận tâm đến Sở Tình. Biết rồi, anh chẳng bận tâm gì đến Sở Tình cả. Anh có thể chừa cho tôi chút không gian riêng tư không? Tôi nói cho anh biết, hai ta bây giờ là anh em. Lỡ bị người khác nhìn thấy, không hay lắm. Cô vẫn còn bận tâm chuyện này sao? Lỡ mà lời ra tiếng vào, tôi không muốn tự chuốc phiền phức. Lúc này mới biết lo cho bản thân. Sau này đừng đặt tâm tư vào người không nên đặt. Hai chữ Sở Tình không được phép nhắc đến, còn nói không bận tâm. Cô lẩm bẩm cái gì thế? Không có gì. Sau này tuyệt đối không nhiều lời về chuyện riêng của anh. Đến lúc đó tôi chuồn, để hai người nói chuyện riêng. Anh làm tôi đau. Tôi gọi ông nội đấy. Tùy cô. Anh em hai người ở ngoài thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Liên quan gì đến anh? Em gái đỏ mặt rồi. Gió thổi đấy. Ngoài trời làm gì có gió. Phiền phức. Lão gia, cha nuôi của đại tiểu thư dẫn theo con trai đến rồi. Cho họ vào đi. Sao lại có người đến nữa vậy? Ba. Đường Ngọc, sao hai người lại đến đây? Niệm Niệm, họ là cha nuôi và em trai của cô sao? Hóa ra là đại ân nhân. Tôi là chú của Niệm Niệm. À không, là chú của Điềm Điềm. Nhiều năm trước, Niệm Niệm nhà chúng tôi không may bị lạc. Nhờ ông đã nhặt được con bé và nuôi nấng nó nên người. Cả nhà chúng tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải. Ông nhầm rồi. Tôi không biết ông đang nói gì. Tôi đến tìm con gái ruột của tôi. Ba. Mộ tiểu thư căng thẳng vậy, không lẽ thật sự là kẻ giả mạo? Mấy người nói bậy bạ gì vậy? Niệm Niệm không phải con gái ruột của ông. Nó là đại tiểu thư mà mộ gia chúng tôi vất vả lắm mới tìm lại được. Ba nói bậy. Ba tôi lần đầu gặp cảnh này nên chưa quen. Ba đừng căng thẳng. Hay là để con đưa ba vào phòng nghỉ ngơi một lát, cùng lắm thì mình đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống lại lần nữa. Đến lúc đó, xem ai còn dám bịa đặt lung tung nữa. Niệm Niệm, nếu không thì chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội. Hay là để hôm khác đi. Niệm Niệm,
Nếu mọi người đều nghi ngờ thân phận của cháu, ông sẽ đưa cháu đến bệnh viện ngay, để cho bọn họ thấy rõ ràng cháu có phải là cháu gái ruột của ông không. Phải làm sao đây? Ông nội mà đưa mình đến bệnh viện là lộ tẩy liền. Mộ Trình Lâm, đứa em gái giả mạo của anh sắp bị vạch chân rồi. Nếu đã muốn xét nghiệm, chi bằng cứ xét nghiệm luôn cả chú Đường đi. Xét nghiệm ADN gì? Chúng ta không đi xét nghiệm ADN. Chú Đường, chỉ là xét nghiệm ADN thôi mà, chú sợ gì chứ? Chú chẳng phải luôn khăng khăng nói rằng Niệm Niệm là con gái ruột của chú sao? Chuyện này chỉ có xét nghiệm mới biết được. Rốt cuộc có phải con gái ruột của chú hay là thiên kim tiểu thư nhà họ Mộ chúng tôi? Chú nói xem đúng không? Tôi là kẻ có tội, đều tại tôi năm đó thấy Điềm Điềm đáng yêu vô cùng, ai gặp cũng thích. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, không đưa con bé đến công an trình báo. Mà hơn 20 năm nay, tôi xem Điềm Điềm như con ruột, tôi xem nó như con gái ruột của mình. Tội đồ. Không dám đi xét nghiệm ADN là bởi vì tôi sợ đi rồi, tôi sợ đi tù. Hơn 20 năm nay, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ. Ba, ba đừng nói vậy. Tuy nhà mình luôn thiếu ăn thiếu mặc, không ấm no, nhưng nếu không có ba, con đã không còn nữa rồi. Làm sao con có thể để ba phải vào tù chứ? Khốn kiếp, dám dẫn mặt tôi. Ông nội, Niệm Niệm có thể bình an trưởng thành cũng nhờ cả nhà họ Đường. Cho dù có truy cứu, cũng phải xem xét cảm nhận của Niệm Niệm, đúng không? Nhị đệ, đại ca vẫn chu đáo hơn. Mộ lão tiên sinh, ông hãy xem như tôi đã nuôi Điềm Điềm. À không, là Niệm Niệm tiểu thư nên người. Xin ông hãy tha thứ cho sự hồ đồ lúc trước của tôi. Còn nhóc này, cháu nói xem, ông có thể tha thứ cho ông ta không? Dù sao ông ấy cũng đã nuôi dưỡng cháu 20 năm. Hay là thôi đi. Vì ông ấy đã nuôi nấng cháu 20 năm, tha thứ cho ông ấy đi. Cảm ơn ông nội. Mộ Trình Lâm, chúng ta cứ từ từ mà xem. Mộ Tổng à, ngài đang nghĩ gì vậy? Tôi luôn cảm thấy chuyện ở buổi tiệc có gì đó kỳ quặc. Có gì đó kỳ quặc. Ý ngài là sự xuất hiện của Sở Tình có gì đó kỳ quặc phải không? Cũng đúng. Sự xuất hiện của cô ta chắc chắn không có ý tốt gì. Giúp tôi điều tra Đường Chính Cương, xem gần đây ngoài Mộ Trình Dụ ra, hắn còn qua lại với ai không. Nhân tiện điều tra giúp tôi cả ông nội nữa. Ngài nghi ngờ lão già biết thân phận của Đường thư ký sao? Không chừng chính ông nội mới là người kỳ quặc. Tôi thấy người kỳ quặc không phải ai khác, mà chính là ngài đấy. Nói thật đi, ở buổi tiệc sau khi ngài kéo Đường thư ký đi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ chúng ta là anh em, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Nhìn cái bộ dạng hồi xuân của ngài kia, anh cứ lo lái xe cho tốt đi. Được, chúng ta đi đón em gái Điềm Điềm của ngài. Rượu Tây ở khách sạn đúng là khác biệt. Ngon thật. Ba, lần sau ba với Đường Ngọc đến, có thể báo trước với con một tiếng được không?
Đường Điềm, cô nói chuyện với ba kiểu gì vậy? Cô thật sự tưởng mình là đại tiểu thư Mộ gia? Con tránh ra. Điềm Điềm, ba thật lòng muốn con tha thứ. Con yên tâm, sau này ba sẽ không để con chịu uất ức nữa. Nhưng mà tôi không thể mãi là Mộ Niệm. Mộ Trình Lâm không nói với hai người sao? Hợp đồng chỉ có nửa năm. Ý gì? Cái gì nửa năm? Ý là nửa năm sau tôi vẫn là Đường Điềm. Hai người muốn moi tiền từ Mộ ra? Đừng mơ tưởng nữa. Sao lại có chuyện này nữa chứ? Tiền phòng tôi trả rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Chỉ vậy thôi. Điềm Điềm, tôi chỉ có vậy thôi. Hay là ba tự xem đi. Đưa đây. Điềm Điềm, ba không cần tiền của con. Con gái cần dùng tiền nhiều chỗ lắm, cứ giữ lấy mà tiêu. Vậy hai người sai gì bây giờ? Ba có tiền. Trong tháng này đi làm ở công trường rồi, lương còn trả theo ngày nữa. Em trai con về nhà thì đi làm việc. Sau này tiền của con cứ giữ lại mà tiêu. Đây vẫn là đường chính cương mà mình biết sao? Trời sắp tối rồi, con về đi. Dọc đường cẩn thận nhé. Sắp xếp cho họ ổn thỏa rồi. Đã sắp xếp xong. Mua vé khứ hồi cho họ rồi. Trong thời gian ngắn chắc sẽ không quay lại gây phiền phức nữa. Xin lỗi nha. Hình như tóc bị kẹt rồi. Ba, ba lúc nãy có phải điên rồi không? Sao lại tốt với Đường Điềm như vậy? Đưa tiền ba cũng không lấy, sau này chúng ta tiêu xài gì đây? Chuyện của người lớn, con đừng xen vào, biết chưa? Đừng động vào con. Con chơi trò chơi của con đi. Alo. Tôi đã hoàn thành lời dặn của ngài rồi. Thứ ngài hứa cho tôi, tôi sẽ giữ lời. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Ngài vòng vo tam quốc như vậy là vì cái gì vậy? Ông không xứng được biết. Chỉ cần lấy lại những thứ đó, những ngày sau này sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Ba, rốt cuộc ba đã giấu con chuyện gì? Đừng động đậy. Để tôi tự làm, Mộ Tổng. Mộ Tổng, hay là tôi cắt hai sợi tóc này đi nhé. Ngoan ngoãn, đừng cử động. Xin lỗi nhé. Con đường này nhiều khúc cua quá, cứ nối tiếp nhau thật khó đi. Hai người ráng chịu một chút nhé, tôi tìm đường dễ đi hơn. Hay là để tôi tự thử lại xem sao. Đừng cử động nữa. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Việc xong xuôi, tiền sẽ chuyển vào thẻ của cậu. Cậu nhớ kỹ, chuyện này nếu để người khác biết được, tôi sẽ khiến cậu không ngóc đầu lên nổi ở Giang Thành. Tỷ, tỷ yên tâm. Mồm miệng tôi kín như hũ nút. Rồi, đi đi.
Mộ tổng, thông cáo báo chí đây. Tóc hơi rối. Chuẩn bị xong chưa? Lâm, bản thảo dài lắm, uống chút nước cho đỡ khô họng đã. Cô uống không? Tôi không khát. Tôi còn phải đi kiểm tra ánh sáng và âm thanh nữa. Hai người cứ tự nhiên, hôm nay thật sự vất vả cho Niệm Niệm muội muội rồi. Không vất vả, đây là công việc của tôi mà. Tôi đi trước đây. Sao vậy Lâm? Có phải hơi khó chịu không? Hơi mệt một chút. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi họp báo. Tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi nhé. Không cần. Cô xem như vậy có được không? Anh có nước không? Xin lỗi cô nhé, thật sự là hết rồi. Cháu gái, làm nãy giờ khát nước rồi chứ? Lại, uống cốc nước đi. Tôi không khát. Cháu không nghi ngờ chú bỏ gì đó vào chứ? Vậy thì cháu vu oan chú lắm đó. Chú tự uống cho cháu xem. Tôi uống mà. Vậy mới phải chứ. Gã này không lẽ thật sự bỏ gì đó vào nước rồi chứ? Không được, tôi phải nhổ ra ngay. Chú ơi, cái đó tôi không tán gẫu với chú nữa. Chú cứ tự nhiên. Gì mà tán gẫu? Chú đang bỏ thuốc cho cháu đấy. Ôi trời, vẫn trúng chiêu rồi. Đồ mắc bệnh sạch sẽ. Nè lại đây. Cậu ngửi thử xem. Dám bắt nạt vợ tôi hả? Hôm nay cậu cũng rơi vào tay tôi rồi. Cho cậu đây. Mở màn cũ rích vậy mà vẫn còn dùng. Không được. Tôi không thể để Sở Tình đắc ý. Một mình Mộ Trình Lâm đã khó đối phó rồi. Nếu hắn có thêm đồng bọn thì còn mệt nữa. Mộ Trình Lâm và nữ minh tinh gặp riêng trước buổi họp báo. Đâu ra anh em chứ, loạn luân mới có cái để xem. Đến lúc đó, xem cậu còn giả làm anh em thế nào nữa. Nhóc con, đợi ngày mai. À không, đợi chiều nay lên trang nhất đi.
Nóng quá. Cô ra ngoài trước đi. Tôi nóng quá. Đừng lại gần tôi. Mộ Trình Lâm, anh hung dữ với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Cô có biết mình đang làm gì không? Người anh thơm quá. Là cô chơi với lửa trước. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Sao Mộ Tổng vẫn chưa tới nhỉ? Cũng không thấy Sở Tình tiểu thư đâu. Có khi nào giờ hai người họ đang ở cùng nhau không? Hình như tôi vừa thấy Mộ Tổng và Sở Tình tiểu thư đi về phía phòng khách. Đi thôi, mau lên. Ngông cuồng, cố chấp. Để Sở Tình làm người đại diện thì cũng thôi đi, còn làm họp báo nữa. Hay là chúng ta hoãn buổi họp báo lại nửa tiếng, chờ Mộ Tổng một chút. Dù sao anh ấy cũng phải đại diện công ty khai mạc. Hoang đường. Buổi họp báo của Mộ thị sao có thể để Mộ Trình Lâm tự tung tự tác vậy? Mộ Phó Tổng, anh thay anh ấy đọc diễn văn đi. Chuyện này không ổn lắm. Có gì không ổn? Mộ thị tương lai giao cho loại người như anh ta mới là không ổn. Mộ Trình Lâm, cái ghế chủ tịch này phải là của tôi. Mau lên. Mộ Tổng, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Anh còn chưa ra sao? Sở Tình tiểu thư có đang ở cùng anh không? Anh bây giờ không ra, anh đang cùng cô ấy đối chiếu bản thảo phát biểu sao? Đi. Tin nóng ngày mai có rồi. Lâm, nhanh lên nhanh lên. Ồn ào cái gì? Còn cho người ta thuê phòng tử tế không hả? Anh là ai? Sao anh lại ở trên giường tôi? Tình, cô sao vậy? Không phải cô nói muốn tôi đến mới gọi tôi đến sao? Còn dặn tôi cẩn thận Mộ Tổng, đừng để anh ấy phát hiện ra. Trời ơi, Sở tiểu thư, cô dám cắm sừng Mộ Tổng, còn là ở ngay trong phòng của Mộ Tổng mà cắm sừng anh ấy. Lâm, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ trở thành bạn gái thật sự của anh. Sở tiểu thư, cô có lời giải thích nào về việc này không? Cút, tất cả cút ra ngoài cho tôi. Cút. Tình Tình bảo bối, dù sao cũng ngủ rồi, hay là chúng ta ôn lại chút tình xưa? Anh cũng cút ra ngoài cho tôi. Mộ Trình Lâm, anh dám đối với tôi như vậy, ngày mai chắc chắn lên báo rồi. Tôi đây là đã lôi Mộ Trình Lâm vào phòng đường điềm rồi sao? Mọi người đừng đi chứ. Mộ tiên sinh, đều không biết mình nhầm phòng rồi sao? Cái phòng nào? Về Mộ gia nghỉ ngơi đi.
Không phải anh làm gì. Đi đi, tôi không đi đâu. Tôi không đi. Đừng có bướng bỉnh nữa. Tôi không đi đâu. Cái này có thể làm giảm bớt một phần thôi. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí của anh. Cô ấy thì sao? Gậy ông đập lưng ông. Đáng đời cô ta. Yên tâm đi, người tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với quý vị người đại diện sản phẩm mới. Người đại diện là Trình Tiêu. Không phải chứ? Không phải đã định là Sở Tình sao? Chuyện gì thế này? Trình Tiêu đúng là hợp với định vị sản phẩm của tập đoàn Mộ Thị. Xem ra chúng ta đã oan uổng Mộ Tổng rồi. Mộ Trình Lâm, anh thật là giỏi tính toán. Alo, Sở Tình. Công ty đã gỡ tin nóng của buổi họp báo rồi. Sếp rất tức giận, quyết định cho cô đóng băng hoạt động một thời gian. Khoảng thời gian này, cô đừng xuất hiện trước công chúng nữa. Cái gì? Còn nữa, buổi diễn tấu tháng sau cũng bị hủy rồi. Sếp nói cô phải chịu tổn thất về địa điểm. Chuẩn bị tiền sớm đi. Các người không thể làm như vậy. Alo. Alo. Cạn ly. Mộ Trình Dụ, đây là cái kế hoạch hay ho của anh sao? Không chỉ khiến tôi tái xuất vô vọng, bị công ty đóng băng, mà còn phải bồi thường một khoản phí vi phạm hợp đồng lớn. Đáng ghét hơn nữa là tất cả mọi người đều biết tôi và Mộ Trình Lâm chấm dứt rồi. Dám phát điên với lão tử thế này, chán sống rồi hả? Đồ đàn bà đê tiện. Rõ ràng là cô không thông minh, muốn hãm hại người khác lại tự đưa mình vào chồng. Tự anh xem đi. Ba tôi, nếu không phải nhờ ông ba tốt của anh, thì bây giờ lên top tìm kiếm nóng chính là tôi và Mộ Trình Lâm. Mộ Trình Lâm. Vậy thì đêm đó, người đàn ông trong phòng cô là ai? Chẳng lẽ không phải ba tôi tìm cho cô sao? Đúng rồi, Mộ Trình Lâm là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ. Cô đã chuyện của tôi không cần anh quản. Mộ Trình Dụ, sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Đồ tiện nhân, nếu không phải vì chức chủ tịch thì tôi sẽ hợp tác với cô sao? Alo. Thêm Minh Châu Mậu Dịch vào danh sách nhà phân phối dòng sản phẩm cao cấp. Phó Tổng, như vậy không hợp lệ. Công ty của Thẩm Phu Nhân chưa đạt tiêu chuẩn nhà phân phối. Làm theo lời tôi. Mộ Trình Lâm, lần sau anh sẽ không may mắn như vậy nữa. Mộ Tổng, tối hôm đó anh và Đường thư ký ở khách sạn, rốt cuộc có chuyện tôi dặn dò. Làm sao rồi? Mấy người bên cạnh lão gia? Chẳng có gì, chỉ là có một bảo vệ thường xuyên về quê. Hắn ta và Đường thư ký lại là đồng hương. Trùng hợp vậy sao? Trùng hợp thì trùng hợp thật.
Nhưng người ta về quê là để thăm vợ con. Anh tưởng ai cũng như chúng ta sao? Cô đơn lẻ bóng. Sợ tình thì sao? Chúng tôi đã giao chứng cứ cho cảnh sát Mỹ rồi. Nhưng thủ tục khá rườm rà, vẫn cần câu giờ thêm với cô ta một thời gian. Lỡ như dồn cô ta vào đường cùng thì bất lợi cho đường thư ký âm thầm bảo vệ cô ấy. Được. Nhưng mà Mộ Tổng, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Quan hệ giữa anh và đường thư ký bây giờ là anh em. Nếu để lão gia phát hiện ra, e rằng Cút. Alo, có phải tiên sinh Mộ Trình Lâm không? Đây là bệnh viện đệ nhất. Sở tình nữ sĩ đã tự kết liễu, hiện đang cấp cứu. Ngài là số liên hệ khẩn cấp của cô ấy. Tôi đến ngay. Sở tình tự kết liễu rồi. Thật hay giả vậy? Anh thật sự muốn đi sao? Nếu tôi không đi, vở kịch này của cô ấy diễn thế nào tiếp đây? Đỉnh. Thật sự là rất đỉnh. Đường Điềm, không phải lỗi của cô. Tất cả đều tại nước gây họa. Cùng lắm thì cô chỉ là phạm phải lỗi lầm mà người phụ nữ nào cũng mắc phải. Anh ta như vậy rốt cuộc là bản năng đàn ông hay là thích mình? Bản năng gì? Thích gì chứ? Linh Đạt, tôi hỏi cô một chuyện. Là tôi có một người bạn, cô ấy thích một người, nhưng cô ấy lại không biết đối phương có thích mình hay không. Cô ấy lại muốn xác định tâm tư của đối phương. Cái này phải xem họ tiến triển đến bước nào rồi. Hôn rồi. Vậy anh ta có đáp lại không? Chắc là có. Cô hôn ai rồi? Không phải tôi. Là bạn tôi. Bạn nào của cô hôn rồi? Không phải tôi. Bạn tôi mà. Khó nói lắm. Cô hôn ai rồi hả? Đừng hỏi nữa. Mộ Tổng đến rồi. Mộ Tổng, nàng công chúa bỏ trốn của anh lại trốn anh rồi. Đáp lại chính là thích rồi. Vậy anh ấy là thích mình. Mọi người mau nhìn xem, tin tức nói Sở Tình tự kết liễu rồi, hiện đang cấp cứu. Mộ Tổng, vừa rồi chẳng lẽ là đi bệnh viện sao? Quả nhiên người anh ấy thích là Sở Tình. Chuyện hôm đó cùng lắm chỉ là bản năng đàn ông thôi. Lâm, tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Bệnh viện gọi điện nói cô đã đặt tôi là liên hệ khẩn cấp. Tôi không có người thân ở trong nước. Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn là liên hệ khẩn cấp của tôi. Bác sĩ nói cô không sao, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Lâm, có thể ở lại với tôi thêm chút nữa không? Bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán sau lưng tôi, tấn công tôi trên mạng. Ngay cả công ty quản lý cũng muốn đóng băng hoạt động của tôi, còn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, mới tự kết liễu. Đó là do cô tự chuốc lấy. Lâm, tôi biết anh vẫn còn giận tôi. Chuyện bỏ thuốc tôi thực sự không biết, là do người quản lý của tôi làm. Tôi thừa nhận tôi có ý đồ. Đó là vì tôi thích anh. Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Chỉ là vạn vạn không ngờ, không ngờ người bị chụp ảnh dương chiếu lại là cô và một người đàn ông khác. Tôi thực sự không quen biết người đàn ông đó. Hơn nữa, tôi và anh ta không hề xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ bị chuốc thuốc mê thôi. Đó là chuyện của cô. Tôi có việc đi trước. Lâm. Lâm. Trình Lâm, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Anh quay lại đây. Anh quay lại đây.
Tôi nói cho mấy người nghe nè, hiện giờ trên mạng toàn là Mộ Tổng đi thăm Sở Tình. Họ đều nói Mộ Tổng sẽ tha thứ cho Sở Tình. Tôi cũng nghe nói rồi. Còn có người nói Sở Tình lúc đó ở khách sạn là bị người ta hãm hại. Kỳ thực lúc đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu Mộ Tổng và cô ấy làm lành, vậy hắn ta nhất định là kẻ si tình rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mộ Bệnh sạch sẽ. Mau vào đây. Làm gì? Không có việc gì, tôi ra ngoài đây. Cô lại đây. Chuyện gì vậy? Cô đã trốn mấy ngày rồi? Cô muốn trốn đến bao giờ? Không có trốn anh. Tôi đây không phải là có công việc sao? Trốn anh còn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Nếu đã không trốn, chuyện hôm đó, cô có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi không nhớ nữa. Không nhớ. Vậy để tôi giúp cô hồi tưởng lại. Thương thế của Sở Tình tiểu thư đã khá hơn chưa? Sao lại nhắc đến cô ta? Trên báo nói rồi, hai người đã tái hợp. Cô tin báo chí sao? Vậy trên báo cũng phải có vài câu thật chứ. Tôi không thích Sở Tình. Tôi chưa từng thích cô ta. Cô nghe rõ chưa? Anh ta không thích Sở Tình. Vậy anh ta? Vậy chuyện hôm đó, cô phải cho tôi một lời giải thích. Tôi không phải người tùy tiện. Đây chẳng phải là lời của tôi sao? Sao? Ăn xong rồi không muốn nhận trách nhiệm sao? Tôi cũng đâu có ăn hết. Cô còn muốn ăn hết sao? Tôi không có ý đó. Tôi bị người ta bỏ thuốc. Vốn dĩ không như vậy. Vậy nên hôm đó cô mới nhiệt tình như vậy hoàn toàn là bản năng thôi thúc. Sau khi bị bỏ thuốc, tôi chỉ đối với người đẹp trai, dáng người chuẩn, thích tôi mới có khả năng bị thôi thúc. Dáng tôi không chuẩn sao? Cũng tạm tạm. Vậy cô có thích tôi không? Thích. Tôi muốn nghe lời thật lòng. Tôi thích anh. Anh có thể không thích tôi, nhưng anh không thể vì tôi thích anh mà đuổi việc tôi. Anh đã nói rồi, chỉ cần Mộ Thị không sụp đổ, tôi đây có thể làm đến hết đời. Hai đứa bây đang làm cái trò gì thế? Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Mộ Trình Lâm, coi cái việc tốt mày làm kia. Trình Dụ. Được rồi. Trình Lâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lão gia tử nói qua hỏi chuyện của Sở Tình, sao lại ngất xỉu thế này? Theo tôi thấy, ông nội ngất xỉu trong văn phòng của anh ta chưa chắc là chuyện của Sở Tình đâu. Người của công ty nói với tôi, anh ta với Đường Điềm ở trong đó, kéo rèm cửa không biết làm cái gì nữa. Hai đứa bây làm cái gì rồi khiến lão gia tử tức giận đến thế này? Chúng ta không cần phải giải thích với bà ta. Mộ Trình Lâm, mày có coi tao là trưởng bối không? Mày làm ông nội ra nông nỗi này, tao còn không có tư cách hỏi sao? Mẹ. Đại ca. Ông nội ngất xỉu rồi, trước tiên đừng nói mấy chuyện này được không? Bác sĩ, người được cứu rồi. Nhưng lão gia tử bị xuất huyết não, chèn ép dây thần kinh, có thể sẽ không tỉnh lại. Vậy phải làm sao? Có thể phẫu thuật không? Cá nhân tôi không khuyến nghị phẫu thuật. Sức khỏe của lão gia tử không được lạc quan. Tôi lo ông cụ sẽ không xuống được khỏi bàn mổ. Phải rồi, trước khi hôn mê, lão gia vẫn luôn miệng nói về thư phòng gì đó, vốn dĩ định để mấy người vào. Kết quả lão gia lại hôn mê. Ông nội. Ông nội.
Chẳng lẽ ông nội giấu thứ gì đó trong thư phòng? Ông già, trong mắt ông, chẳng lẽ chỉ có mỗi Mộ Chính Lâm là cháu trai thôi sao? Vâng, ba. Con muốn triệu tập hội đồng quản trị sớm. Bây giờ ông nội con vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, chúng ta không thể rời đi được. Ông ấy tỉnh lại thì đã sao? Mộ Chính Lâm à, Mộ Chính Lâm, mày nói xem, mày lấy gì ra mà tranh với tao? Cái ghế chủ tịch hả? Thông báo triệu tập hội đồng quản trị vào giữa đêm, định giờ cho quỷ gì vậy? Tôi nghe nói lão chủ tịch hôm kia đến công ty thị sát rồi ngất xỉu phải nhập viện, vậy nên Mộ Chính Lâm vội vàng triệu tập hội đồng quản trị. Không phải Mộ Chính Lâm, là tôi. Mộ phó tổng gọi chúng tôi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dĩ nhiên là bầu chọn chủ tịch mới rồi. Mộ phó tổng, anh có xứng đáng ngồi vào cái ghế này không? Tự anh không biết hả? Là anh không biết hay là tôi không biết? Anh là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho anh lên tiếng sao? Anh nói xem có không? Mày làm cái gì đấy? Anh dám đánh tôi? Mộ Chính Lâm, buông ra. Không sao chứ con trai? Không sao đâu mẹ. Mộ Chính Lâm, mày điên rồi, dám dung túng cho kẻ dưới đánh người. Người của tôi, cô không có tư cách dạy dỗ. Thô lỗ. Ông nội vừa nhập viện, các người không lo chăm sóc, lại vội vàng triệu tập hội đồng quản trị, bộ mặt thật khó coi. Sao không nói xem, lão gia tử vì sao lại nhập viện? Nghe nói lão hội trưởng bị tức đến ngất xỉu. Lúc đó Mộ tổng và đại tiểu thư đều ở bên cạnh. Chẳng lẽ lời đồn về Mộ tổng và đại tiểu thư là thật sao? Chuyện đồn thổi mà các người cũng tin? Sao lại không tin? Đại tiểu thư mất tích bao nhiêu năm, sao lại trùng hợp thế, lại còn làm việc ở Mộ thị? Mộ Chính Lâm, nghe thấy chưa? Không phải ai cũng dễ bị lừa như ông nội đâu. Các vị, cái tôi đang cầm trên tay chính là báo cáo xét nghiệm ADN của Đường Điềm. Mời mọi người xem qua. Sau khi giám định ADN, độ chính xác là 0,01%. Mộ tổng, chuyện này anh giải thích thế nào? Cô ta là thật hay giả? Tôi cần phải giải thích với ông sao? Mộ Chính Lâm, anh quá tự cao tự đại rồi. Lần bầu chủ tịch này, tôi bỏ phiếu cho Mộ phó tổng. Mễ Tuyết, phát tài liệu cho mỗi cổ đông một bản. Xem xong những thứ này rồi hãy bỏ phiếu. Mộ Chính Lâm, anh dám điều tra tôi? Mộ phó tổng thật cẩn trọng. Người của tôi tốn bao công sức mới tra ra được tài khoản nước ngoài của anh, và những bằng chứng hối lộ này, mỗi khoản đều trên triệu đô la. Gan lại to ghê gớm, cũng không biết số tiền này đủ cho anh ăn cơm tù bao nhiêu năm. Muốn ngồi vào cái ghế này, đợi ra tù rồi hãy nằm mơ đi. Mộ Chính Lâm, anh tưởng hôm nay tôi triệu tập hội đồng quản trị chỉ có mỗi cái thóc của Đường Điềm thôi sao? Ý gì? Đương nhiên là còn có chuyện động trời nữa chứ. Anh, Mộ Chính Lâm cũng giống Đường Điềm, là đồ giả mạo. Thank you.
Mẹ ơi, có cần đi bệnh viện không? Thưa các cổ đông, chắc hẳn mọi người còn nhớ 20 năm trước, khi đại bá tôi đang tìm mộ Niệm thì gặp tai nạn xe hơi, cả nhà đều mất. Còn mộ Trình Lâm thật đã ngủ trong vụ tai nạn đó rồi. Vị mộ tổng giám đốc trước mắt các vị đây, trên người không hề có một giọt máu nào của nhà họ Mộ. Hắn ta mới đúng là đồ giả mạo không hơn không kém. 20 năm trước, mẹ mình đi đâu vậy? Mộ Trình Lâm lúc nhỏ, chúng ta đi tìm em gái con, Chu Đình, vợ Mộ Nhân Phong. Mình lái nhanh lên. Được. Mộ Nhân Phong, con trai lớn Mộ gia. Mẹ, mẹ ơi, sao lại thế này? Ra là người mà lão già hết lòng chăm sóc bấy lâu nay lại là đồ giả, còn bị tên giả mạo này làm cho tức đến ngất xỉu phải nhập viện. Cha ơi, sao cha khổ vậy trời? Cha mau tỉnh lại đi. Thưa các cổ đông, nếu các vị vẫn chưa tin, tôi có một báo cáo xét nghiệm huyết thống của chủ tịch và Mộ Trình Lâm. Mọi người xem qua. Xem ra lá phiếu này của chúng tôi phải bầu cho Mộ phó tổng rồi. Tôi bầu cho đại ca. Tiểu Húc, mày có phải chơi game đến ngốc rồi không? Đồ ngốc, toàn đi theo người ngoài. Đại ca nào của mày? Đây mới là đại ca ruột của mày. Trong mắt tôi, anh ấy chính là đại ca. Tuy cổ phần không nhiều, nhưng tôi vẫn bầu cho anh ấy. Trình Húc, được lắm. Cho dù Tiểu Húc bầu cho anh, anh có tư cách gì để trở thành chủ tịch chứ? Ai nói anh ấy không có tư cách? Hàng giả đến rồi. Thư ký Đường, việc cô giả mạo Mộ Niệm đã bị vạch trần rồi, đừng diễn nữa. Vậy sao? Vậy e rằng sẽ làm mọi người thất vọng rồi. Tôi thật sự chính là Mộ Niệm. Cô ấy muốn làm gì? Diễn. Tiếp tục diễn đi. Báo cáo xét nghiệm huyết thống của cô đây này, cô còn có thể diễn thế nào nữa? Nhị ca, vì anh đã biết Mộ tổng không phải là Mộ Trình Lâm thật, vậy xét nghiệm của tôi và anh ấy chắc chắn là không khớp rồi. Hằng ngày anh thông minh lắm mà, tại sao lại không nghĩ đến kiểm tra xét nghiệm huyết thống của tôi và ông nội? Ông nội sức khỏe không tốt, làm sao ông ấy có thể đi kiểm tra xét nghiệm với cô được? Nhị ca, thời đại nào rồi, xét nghiệm còn phải đích thân đến sao? Nhổ một sợi tóc chẳng phải được rồi sao? Tôi hiểu rồi. Gia Gia hiện tại vẫn đang nằm viện, chỉ bằng việc cô ở đây bị đặt lung tung. Tiếc là không ai tin cô cả. Cô giỏi giang như vậy, hãy để lão gia tỉnh lại, tự mình thừa nhận cô đi. Được. Vậy tôi sẽ đích thân nói cho các người biết. Gia Gia, ông ngồi đi. Cha, sao cha tỉnh rồi? Tôi không phải tỉnh lại, mà là căn bản không ngất. Cái gì? Ông giả vờ. Tại sao? Tại sao hả? Chính là muốn xem thử bộ mặt nôn nóng của các ngươi. Ba, cái đó ba hiểu lầm Trình Dụ rồi. Trình Dụ cũng không muốn Mộ thị rơi vào tay kẻ danh bất chính, ngôn bất thuận. Gia Gia, báo cáo này và giấy chứng nhận chẩn đoán là thật. Là thật. Nhưng trong mắt ông, cháu chính là Mộ Trình Lâm, chính là cháu trai của ông. Điều tra thế nào rồi? Mộ tổng, chúng tôi đã điều tra rồi. Hệ thống phanh xe đã bị người ta động tay động chân. Từ giờ trở đi, nó chính là Mộ Trình Lâm. Lập tức đưa nó sang Mỹ,
đợi đến khi thành niên rồi hãy đón nó trở về. Ông nội, ông có phải lú lẫn rồi không? Nó đâu phải người Mộ gia chúng ta, có tư cách gì mà làm chủ tịch chứ? Đúng vậy, lão gia. Mộ thị dày công kinh doanh bao nhiêu năm nay mới có được ngày hôm nay, sao có thể giao cho người ngoài được? Đúng vậy, lão chủ tịch. Mộ phó tổng tuy có chút sai lầm, nhưng hắn là người Mộ gia, chọn chủ tịch, anh tôi là lựa chọn hàng đầu. Vậy nếu Mộ thị nhất định phải để lại cho Mộ gia, thì tôi nghĩ tôi cũng có tư cách. Cô Đường Điềm, cái đồ giả mạo, mạo danh người Mộ gia, nghiện rồi. Đây là kết quả so sánh của Mộ lão tiên sinh và Mộ tiểu thư, có thể chứng minh quan hệ huyết thống. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Ta và Niệm Niệm ở ngay đây, tìm bác sĩ mà các cháu tin tưởng để kiểm tra thêm vài lần nữa. Kết quả đều như nhau. Điềm Điềm vốn dĩ chính là Mộ Niệm, không thể giả mạo được. Gia Gia, xin lỗi, cháu không nên giả mạo Mộ Niệm để lừa ông. Ông mau tỉnh lại đi được không? Ông đánh cháu, mắng cháu, thế nào cũng được. Gia Gia, cháu bé ngốc, sao Gia Gia nỡ lòng nào mắng bảo bối cháu gái của ông chứ? Gia Gia, ông tỉnh rồi, cháu đi gọi bác sĩ. Không cần. Gia Gia không sao cả. Gia Gia, cháu xin lỗi, cháu không nên giả mạo Mộ Niệm. Cháu nghĩ Gia Gia lăn lộn trong giới thương trường bao nhiêu năm nay, là ăn chay trường à? Ý gì vậy? Gia Gia, Gia Gia, ông ngàn vạn lần đừng trách Mộ tổng, anh ấy không cố ý đâu. Sao ông có thể trách cậu ấy được chứ? Những điều này đều nằm trong kế hoạch của Gia Gia rồi. Ý gì vậy? Bởi vì cháu chính là Mộ Niệm, là cháu gái ruột bị thất lạc của ông. Sao có thể? Gia Gia, cháu là Đường Điềm. Cháu bé, đừng vội, cháu là cháu gái của ông. Trình Lâm, nó không phải cháu trai của ông. Hai đứa không phải anh em. Ý gì vậy Gia Gia? Có thể ở bên nhau. Có thể. Gia Gia, rốt cuộc là có ý gì? Trình Lâm thật, hơn 20 năm trước đã không còn nữa. Đây không phải là sự thật. Mộ Niệm sớm đã bị bọn buôn người bắt cóc. Cô ta không thể nào là Mộ Niệm. Sao? Cả ngươi cũng biết Niệm Niệm bị bắt cóc, khiến đại nhi tử của ta, cả nhà ba người bỏ mạng. Thủ phạm bắt cóc Niệm Niệm chính là người mẹ tốt của ngươi, Nguyễn Vân. Con không biết chuyện này, không liên quan đến con. Đúng vậy cha. Chúng ta đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi. Mộ Niệm lúc nhỏ, không muốn. Mộ Trình Dụ lúc nhỏ, muốn chơi xe. Niệm Niệm, Niệm Niệm, con không liên quan đến chuyện này, con không biết. Ba, sao ba lại đến đây? Ta không phải là ba của con, ba mẹ ruột của con, còn có cả anh trai ruột đã mất mạng trong vụ tai nạn xe hơi. Con chính là Mộ Niệm, bị ta bắt cóc 20 năm trước. Ta xin lỗi con. Tôi xin lỗi nhà họ Mộ các người. Lão gia, tha thứ cho tôi. Tôi biết người hại cha mẹ và anh trai ruột của con bé đều ngủm trong tai nạn xe hơi chính là cô ta.
Nguyễn Vân. Tiền đã chuyển vào tài khoản của ngươi rồi. Đường Chính Cương, ngươi hãy khắc cốt ghi tâm, mang theo một niệm, biến mất vĩnh viễn. Nếu chuyện này để kẻ thứ ba biết, ngươi biết hậu quả ra sao rồi đấy. Alo, em dâu. Đại ca, ta nghe được tin tức, tìm được mộ niệm rồi. Cần xưởng đóng tàu Mộc Nham, chúng ta mau tới đó thôi. Được, tới ngay. Chu Đình, ai là Mộ Trình Dụ? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi là người của Cục Cảnh sát Kinh tế. Ông bị tình nghi tham ô, mời ông đi theo chúng tôi. Trình Dụ, chuyện này là sao? Trình Dụ, còn ngây ra đó làm gì? Mau nghĩ cách đi chứ. Trình Dụ, chuyện này là sao vậy? Trình Dụ, tôi và ông nội muốn nói chuyện riêng. Mọi người ra ngoài trước đi. Ông nội, ông đã biết từ lâu rồi, Đường Điềm chính là Niệm Niệm. Năm xưa bắt cóc Niệm Niệm chính là Đường Chính Cương. 3 năm trước, vệ sĩ bên cạnh ông thường xuyên về quê, không phải để thăm vợ, mà là để giúp ông tìm Niệm Niệm. 3 năm trước, ông đến công ty gặp Điềm Điềm, trông nó giống mẹ nó hồi trẻ quá. Ông mới bắt đầu điều tra. Là vậy sao? Ông nội, vậy rốt cuộc cháu là ai? Tai nạn xe hơi bất hạnh, 20 năm trước đã cướp đi nhân phong. Con trai trưởng của ông, Mộ Trình Lâm, cháu trai của ông, cháu và mẹ cháu đều là nạn nhân. Bà ấy không qua khỏi, để lại cháu trọng thương hôn mê. Ông là người nuôi nấng cháu. Ông chưa bao giờ xem cháu là người ngoài. Cháu chính là cháu ngoan của ông, Mộ Trình Lâm. Cảm ơn ông đã nuôi dưỡng cháu. Ông mãi là ông nội ruột của cháu. Duyên phận của cháu và Niệm Niệm là do trời định. Anh đau đầu, tôi đưa anh tới bệnh viện nhé. Anh đừng giận, tôi cũng là chiều nay mới biết. Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi cần yên tĩnh một chút. Bất luận chúng ta là quan hệ gì, thân phận gì, tình cảm của chúng ta là thật. Tôi thật lòng thích anh. Trình Lâm, Bùi Hải, Bùi Hải. Đại phu, đầu anh ấy không sao chứ? Từ phim chụp xem ra hẳn là không sao. Vậy tại sao tần suất anh ấy đau đầu ngày càng nhiều, lần sau sẽ nặng hơn lần trước? Nhưng mà từ đơn thuốc xem ra, chắc chắn không phải do bệnh về vật lý. Vậy phỏng chừng có thể là do yếu tố tâm lý. Xét cho cùng, Mộ tiên sinh hồi nhỏ từng mất trí nhớ, có lẽ sau khi đại não chịu kích thích tương tự, nhớ lại điều gì cũng không chừng. Cũng được, đầu không có bệnh gì. Có điều, anh thật sự muốn xem Đường Điềm là muội muội ruột của mình sao? Được, tôi không nói nữa, được chưa? Nhưng mà sao anh không suy nghĩ cho kỹ? Lúc trước tại sao ông trời cố tình sắp đặt Mộ Niệm thất lạc khỏi Mộ gia? Hoặc ông trời cố tình sắp đặt hai người, không cho hai người với thân phận là ca ca muội muội cùng nhau lớn lên? Anh nói chuyện có thể xem xét trường hợp chút không? Hai người cứ nói chuyện đi. Ngài nhất định phải giúp đỡ nhé. Chúng tôi có thể bỏ tiền bảo lãnh, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, còn phải xem bên hình sự nữa.
tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, miễn là có thể bảo lãnh cho con trai tôi ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhân cảnh, anh mau dùng hết số tiền anh có thể xoay sở được. Chỉ cần là thông qua quan hệ, cần bao nhiêu tiền thì chúng ta đưa bấy nhiêu. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không? Vân Vân, chuyện của Trình Lâm là sao vậy? Là kẻ mạo danh sao? Có chuyện gì đâu? Tôi hỏi câu chuyện của Trình Lâm hơn 20 năm trước, là chuyện gì vậy? Sao tôi biết được? Tai nạn giao thông có thương vong, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đó là tai nạn, rõ ràng là do cô sắp đặt. Do tôi sắp đặt thì sao? Tôi làm vậy chẳng phải là để anh đứng vững gót chân ở Mộ gia sao? Lão gia thiên vị anh cả thế nào, trong lòng anh không biết sao? Chỉ có để bọn họ vĩnh viễn không quay về được, thì chúng ta mới có ngày tháng tốt đẹp. Nhưng họ đều là những sinh mạng vô tội. Từ bao giờ mà cô trở nên độc ác như vậy? Tôi độc ác? Nếu anh có chút bản lĩnh, được lão gia coi trọng, thì tôi cần phải làm vậy sao? Phải. Tôi không có bản lĩnh, tôi không có tiền, tôi không có cách nào bảo lãnh cho Trình Dụ. Nhưng tôi càng không thể để nó trở thành người giống như cô. Anh. Mẹ, hóa ra mẹ đã làm nhiều chuyện như vậy. Mẹ làm vậy đều là vì con và anh con. Vì con và anh con sao? Anh con bây giờ ra nông nỗi nào rồi? Con đừng nóng vội. Có ba mẹ ở đây, ba mẹ nhất định sẽ bỏ tiền bảo lãnh anh con ra, sẽ không để nó ngồi tù đâu. Tùy hai người. Con đã làm xong thủ tục du học Mỹ rồi, mai sẽ bay đi. Tiểu Húc, con đi du học. Sao ba không biết gì cả? Hai người không biết. Có nhiều chuyện hai người không biết lắm. Hai người chưa bao giờ biết. Con muốn rời khỏi cái nhà này. Cái nhà chẳng có chút hơi ấm nào này. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tôi thật sự đều là vì muốn tốt cho tụi nó.